Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì đơn vị em về thêm một cái mẫu sản phẩm sedan đến từ phân khúc hạng C với thiết kế form dáng mới, trẻ trung, thể thao. Chiếc này nhỏ của quý anh chị đây chính là chiếc Kia K3 phiên bản động cơ 2.0 Premium cao cấp, sản xuất và đăng ký là 2022. Xe này của em ngoại thất là màu trắng và nội thất là ghế da hai màu, đăng ký tên cá nhân, biển số gốc thành phố và lăn bánh chuẩn là 1.5 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng. Ngay sau đây thì xin mời quý anh chị và các bạn cùng với em đi vào chi tiết chiếc xe này. Với những phiên bản tiền nhiệm với cái tên như là Kia Forte, rồi lại là K3, sau đó thì chuyển sang là Cerato, thì hiện tại bây giờ lại quay lại cái tên đó chính là Kia K3 với thiết kế form dáng mới, logo mới. Và em sẽ đi vào chi tiết từng phần một. Đây là phần đầu xe này. Về những tính năng an toàn thì xe có trang bị 4 cảm biến va chạm phía trước, mặt ca lăng mũi hổ. Cụm đèn pha cũng được thiết kế tinh tế, sắc nét hơn. Đó. Và chiếc xe này của em thì tỷ lệ bề mặt sơn zin còn gần như là tuyệt đối 99%. Đối với tất cả những chiếc xe lướt thì em không bao giờ dám cam kết là sơn zin 100% cả. Nhưng phải nói rằng chiếc xe này của em thì sơn zin còn gần như là tuyệt đối. Đây, quý anh chị có thể ngắm qua cho em. Một cái màu trắng khá là đẹp. Tiếp đến phần đuôi xe này. Đuôi xe thì cũng có trang bị cụm đèn hậu dạng LED nhé. Full LED. Vuốt dài sang hai bên. Đó, đây là phiên bản Premium cao cấp. Xe cũng có trang bị đó là 4 cảm biến va chạm phía sau. Một chiếc xe hướng tới những vị khách hàng trẻ tuổi bởi form dáng thiết kế năng động, trẻ trung và thể thao. Đây là dàn nốp của xe nhé. Xe sử dụng dàn nốp Continental. Tất cả lốp đều nguyên bản theo xe. Đó. Sản xuất là tuần thứ 9 năm 2022. Rãnh nốp còn rất là dày, quý anh chị nhé. Em mời quý anh chị cùng với em trải nghiệm qua một chút về khoang cốp này. Khoang cốp thì rất là rộng rãi. Cá nhân em thấy rằng là chiếc xe này chứa được khá nhiều hành lý và rất là rộng so với những chiếc xe cùng phân khúc. Và đây là lốp sơ cua của xe nhé. Đó, cũng chưa hạ đâu, chưa chạm đất quý anh chị nhé. Keo chỉ đây, nguyên zin nguyên bản. Trước khi xe về thì kỹ thuật bên em đã kiểm tra chiếc test rất là kỹ rồi. Nhưng mà nếu quý anh chị lấy xe thì em vẫn khuyến khích là lên mang ra bên thứ ba kiểm tra chiếc test cho công tâm. Làm sao chúng ta mua cái xe cảm thấy hài lòng về chất lượng cũng như là dịch vụ đem lại xứng đáng. Và xin mời quý anh chị cùng với em đi vào khoang nội thất của chiếc xe. Đây là khoang nội thất này. Trang bị bộ ghế da hai tông màu đối xứng đỏ đen. Đó, chiếc xe trở lên thể thao. Có ghế lái chỉnh điện nhé. Chi tiết phần táp ly đây. Nhớ ghế hai vị trí này. Xe cũng có lên LED nội thất. Đó, mọi chi tiết này. Cố gắng làm sao quay cận cảnh và chi tiết cụ thể nhất cho quý anh chị. Đó, chi tiết về mặt phần ghế da đây. Từ những chi tiết phần thành ghế, lòng ghế. Vô lăng tích hợp đầy đủ các phím chức năng, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay, cũng như là ga tự động cruise control, điều khiển giọng nói. Bước vào bên trong, chúng ta có màn hình trung tâm cỡ lớn, giải trí cỡ lớn nhé. Dễ dàng kết nối với smartphone. Màn hình vẫn còn nguyên siêu, giấy bóng chưa bóc. Điều hòa tự động này. Những dòng xe Hàn Quốc thì luôn ưu ái người dùng bởi trang bị công nghệ. Cái này đây cũng có sạc không dây. Khu vực số đây, sấy sửa, làm mát ghế. Chỉ một điều đáng tiếc ở trên Kia K3 thì vẫn chưa được trang bị đó là phanh tay điện tử, mà vẫn chỉ sử dụng đó là phanh cơ thôi.
Xe cũng có trang bị cửa sổ trời chỉnh điện. Mọi chi tiết còn rất là mới, rất là hoàn hảo. Để em quay qua một chút về chất lượng phần ốc. Đó. Xe sản xuất là năm 2022 đây. Chiếc xe chạy 1 vạn km còn rất là mới, vô lăng nguyên phấn từ nhà sản xuất. Và đây là hàng ghế sau của chiếc xe. Không gian rất là rộng rãi, giúp những chuyến đi dài cũng không mệt mỏi. Có tựa đầu cho cả 3 vị trí ghế ngồi. Gần như là chưa có người ngồi. Rất là mới, cửa gió riêng biệt cho hàng ghế sau. Cổng sạc USB. Lấy xe bên em thì quý anh chị cứ an tâm nhé. Với những chính sách bán hàng cam kết như xe không đâm va, không ngập nước, không thủy kích. Hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không tranh chấp, không có kiện tụng cũng như không phạt nguội. Bên em thì bao check test hãng toàn quốc hoặc là gara do quý anh chị chỉ định. Em sẽ đánh xe đến tận nơi cho quý anh chị kiểm tra. Nếu như phát hiện lỗi, em sẽ chịu hoàn toàn chi phí check test cũng như là chi phí đi lại của anh chị. Em sẵn sàng gửi anh chị. Đó. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 625 triệu đồng. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Quý anh chị đừng ngần ngại hãy nhấc máy gọi điện cho em. Chắc chắn em sẽ có mức giá tốt nhất dành cho quý anh chị. Bên em cũng có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe, tối đa là 65, thủ tục nhanh gọn. Đó, quý anh chị đã đang quan tâm thì hãy liên hệ cho em nhé. Cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng với em đi đến hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.